Xin chào tất cả các bạn và các học sinh, các em học sinh lớp 11 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 lớp 11 năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu. Đề chính thức, đề có một trang. Môn thi tập toán, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề. Ta đi vào câu số 1. Giải phương trình sin 4x bằng căn 2 chia 2. Câu số 1 nghe không? Sin 4x bằng căn 2 cái bằng sin của pi chia 4 nha. Ngày ta có x sẽ bằng pi chia 4. Cộng k 2 pi. Pi trừ pi chia 4. K 2 pi. X sẽ bằng pi chia cho 16 k pi chia 2 x sẽ bằng 3 pi chia 16 cộng k pi chia 2 và k thuộc z nữa không? Rồi tôi qua bài số 2. Câu số 2 một điểm. Tìm số hạng đầu. Công sai tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng UN. Số hạng đầu tức là U1. Công sai chính là D. Như vậy câu số 2 ta có nè. U4 bằng 12 tức là U4 là bằng U1 cộng 3D. Bằng 12. U7 là bằng U1 cộng 6D là bằng 27. Rồi ta bấm máy tính ra, ta bấm 151 để ra được U1 sẽ bằng là trừ 3 và D của mình sẽ bằng 5. Rồi ta có X của mấy? X của 15 thế bằng 15 này chia cho 2 này nhân cho 2 U1 cộng 14D bằng 15 2 nhân cho trừ 3 cộng 14 nhân cho 5 như vậy nó bằng 480 nha các em. Bằng 480. Ta sang câu số 3. Câu số 3 một điểm. Tính giới hạn. Mấy đứa này sai rồi nha.
Lim của 2 mũ n cộng 2 nhân 7 mũ n nhân 3 cộng 5 mũ n cộng 7 mũ n bằng lim. Ở đây ta rút 7 mũ n ra, chỗ này 2 phần 7 cộng cho 2, 2 phần 7 mũ n cộng 2, 7 mũ n ra thì 3 phần 7 mũ n, 5 phần 7 mũ n cộng cho 1. Cái này thì bỏ 2 phần 7 mũ n là dần đến 0, đây cũng dần đến 0, vậy nó bằng 2 luôn. Bài số 4, có 4 một điểm tính giới hạn, chỗ này sai rồi nha. Lim căn 3 trừ 2x cộng x tan x bình phương cộng 3x, x dần đến trừ 3. Bằng lim căn 3 trừ 2x cộng x nhân căn 3 trừ 2x trừ đi x, mình nhân lượng liên hiệp nha các em. Cái này x phương cộng 3x căn của 3 trừ 2x trừ x ba trừ hai trừ chữ x bình, cái này là x cộng 3 căn 3 trừ hai x dần lên trừ 3. Lim x trừ 1 á, nhân x cộng 3 rồi, cái này ta bỏ đi. Trừ của trừ 3 trừ 1 trên đây là trừ 3 trừ cho trừ 3 đây là 4, trừ 4 trừ là 4 trừ 3 và là căn 9 là 3, 3 bằng 3 là 6 bằng trừ 4 phần trừ 4 phần 18 nữa. Bằng trừ 2 phần 9 trừ 2 phần 9 nha. Rồi tôi qua bài tiếp theo số 5.
Câu số 5. Ta có F của 3 sẽ bằng âm 1. Lim của Fx khi x dần đến 3 bằng lim x bình phương trừ 7x cộng 12 khi x dần đến 3 x trừ 4 trừ 3 x trừ 4 cái này bỏ đi bằng 3 trừ 4 7 liên của fx khi x dần đến 3 là bằng f của 3 bằng âm 1 vậy hàm số lũy liên tục tại x bằng 3 qua bài số câu 6 thôi. Câu 6 nha. Câu 6 4 điểm cho hình chóp X ABCD. Có đáy ABCD là hình bình hành. Y là trung điểm của cạnh CD. A tìm giao tuyến của hai mặt phẳng XAI và XBD. X, A, B, C, D. Hình này không ổn em. Câu 6 4 điểm
cho anh chốt x ABCD, thấy ABCD là hình bình hành, y là trung điểm của cạnh CD. A, B, C, D. Okay, x ABCD đó. Tìm giao tuyến của hai phẳng XAY và XBD. Y là trung điểm của CD. Người ta gọi cái điểm giao tuyến giữa AI và là điểm này là điểm E đi. Này có A này. Ta có X thuộc XAI giao XBD. Điểm E là thuộc AI giao VD. C điểm E thuộc XAI giao XBD. Như vậy XAI giao XBD là bằng XE. Nên bằng XE. Bây giờ tới gì? Câu B gọi G là trung điểm của BC, K là trung điểm của AC, tìm giao điểm H của AK với XEC. G là trung điểm của BC.
G là trung điểm của BC, A là trung điểm của AC. K là trung điểm của C phải không? G là trung điểm của BC. K là trung điểm của AC. 2, 3, 4, 5, 6, 7. K đây. H. Tìm H của đường thẳng AK với mặt phẳng của XEZ. Cái gì đây em? XEZ. Người ta nói GE là rồi. Như vậy ta phải nối AC lại, nối AC. Nối AC lại thì nó sẽ cắt cái AC này, EZ nó cắt AC tại thì F mà ta nói EF vậy, ta nói XF. K đây. Mình vẽ hình lâu lâu đây này. Bây giờ ta nối AK này thì nó sẽ là điểm khác đây. Đó nha. Là mình có điểm khác đây. Như vậy ta có gì? B này. Ta có AC giao với EZ bằng F. AK giao với XF bằng H. Mà H thì con của gì? Con của XGI. Suy ra AK giao với XGI là bằng H. Câu C, câu C. Chứng minh mặt phẳng EZK. EZK song song với mặt phẳng XBD. EZK song song với mặt phẳng XBD.
Ishika. Câu C này. Đã có. Ta có gì đây? Ta có kx bằng kc. Giả thiết. Rồi gb bằng gc. Giả thiết. Rồi đây suy ra là kr là đường trung bình tam giác xbc. Như vậy suy ra KJ này song song với XP, tức là KJ này nó song song với X BD. Rồi cái gì nữa? KX bằng KC. Rồi ID bằng IC. Suy ra KI là đường trung bình tam giác HCD. Vậy sẽ ra KI song song với XD, tức là KI này song song với XBD. Kari song song với SBD. Ki song song với SBD. Kz giao với Ki bằng K. Từ ba cái điều kiện này mình suy ra Izk song song với SBD. Câu đi. Gọi MN lần lượt là trọng tâm của tam giác SCD và XAD. Bây giờ cái hình nó rối được không? B là trung điểm cạnh DN. Chứng minh rằng MP song song với XAB. M là trọng tâm của tam giác XCD. Đây ta chưa làm ba ra đâu. Lại M nữa. N là trọng tâm của XAD. N là trọng tâm của XAD. Như vậy N đây mình cho đây là điểm U đi. N đây. N trên cái đó đâu anh. N. N chỗ đây. N đâu đây? B là trung điểm của DN và B nằm đây này. Rồi, chứng minh MP
Song song với KB. Cái này mình lý luận thôi không? Ta có khoảng cách từ B đến XAP. Câu D này, ta có khoảng cách từ B đến XAB là bằng 2 phần 3 khoảng cách từ D đến XAB. Đó. Rồi ta có khoảng cách từ M đến XAB, nó cũng bằng 2 phần 3 khoảng cách từ Y đến XAB. Mà khoảng cách từ D đến XAV là nó bằng khoảng cách từ Y đến XAV, vì ID nó song song với XAV, thì ID là nó song song với XAV. Ở đây mình suy ra được là khoảng cách từ B đến XAV bằng khoảng cách từ M đến XAV. Cho nên suy ra MP nó song song XAV. Đó. Điều phải chứng minh. Rồi. Cái cách làm như vậy thôi em. Bài đây rối rồi. Cuối thôi. Cái hình giờ nó rối quá nè. Bây giờ tới câu số 7. Câu số 7. Câu số 7 thì về cấp số. Cấp số nhân. Câu số 7 một điểm. Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa nhà 15 tầng, cần tính tổng diện tích các mặt sàn để lát gạch men. Biết rằng diện tích sàn tầng dưới cùng diện tích mặt sàn tầng dưới cùng là 95,5 mét vuông, diện tích mặt sàn trên bằng 0,9 diện tích mặt sàn dưới liền kề. Mỗi viên gạch men có diện tích là 25 x 25 cm. Hãy tính xem người thợ cần phải mua bao nhiêu viên gạch men. Rồi, bây giờ đây là ta có 15 tầng tính làm U15 đó nha, ta có nè. Nhưng mà ta có nè, ta có cấp số nha. Với U1 là bằng 95,5 và Q là bằng 0,9, đúng không? Quy toàn 0,9. Như vậy ta có tổng diện tích sàn là bao nhiêu? Tổng diện tích sàn là S15 sẽ bằng U1 1 trừ Q mũ 15 trên 1 trừ Q sẽ bằng 95,5 nhân 1 trừ 0,9 mũ 15 trên 1 trừ 0,9 nào, nó sẽ bằng 758.
phép 4 mét vuông. Diện tích mỗi viên gạch là 0,25 nhân 0,25 bằng là 1/16 mét vuông. Như vậy số viên gạch men phải mua là 758,4 chia cho 1/16 là nó bằng 12.134 viên. Rồi các em xin lớp 11 thân mến, cái đề thi học kỳ 1 của phòng giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, đến đây là hết rồi nha các em. Thầy xin chào tạm biệt và hẹn ở clip sau nhé. Bye bye.